Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của iPhone 11, 12 và 13 tại Thế Động trong những ngày cuối tháng 2 năm 2023 này ha. Thì xem giờ những ngày cuối tháng này thì iPhone 11, 12 và 13 có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi, đầu tiên đây mình có trên tay là chiếc iPhone 11 phiên bản 64GB các bạn ha. Thì iPhone 11 64GB này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 14.990.000. Và hiện tại nó đang có chương trình giảm giá tất cả luôn, là các bạn sẽ giảm giá là còn 11.990 các bạn cho phiên bản 11 64GB các bạn ha. Trường hợp các bạn mua với giá là 11.990 thì máy sẽ được bảo hành chính hãng là 1 năm các bạn ha. Và hoặc là các bạn mua với giá là 12.490.000 thì cái máy các bạn sẽ mua là được bảo hành chính hãng 2 năm, hoặc là được bảo hành chính hãng 1 năm và thêm một cái gói bảo hiểm rơi vỡ trong vòng 6 tháng các bạn ha. 11.990 giảm giá tất cả luôn và bảo hành được 1 năm cho phiên bản iPhone 11 64GB các bạn ha. Thì iPhone 11 này hiện tại là nó sẽ có màn hình với độ rộng là 6,1 inch các bạn. Nó sử dụng là con chip Apple A13 nha. RAM thì sẽ có RAM là RAM 4GB và tỷ trọng bộ nhớ đây là 64GB và sẽ có phiên bản 128GB nữa các bạn nha. Camera thì sẽ có hai camera phía sau với độ phân giải là đều 12 megapixel hết. Selfie là 12. Pin thì pin 3110mAh và cái con 11 thì sẽ hỗ trợ bằng sạc nhanh tối đa là 18W các bạn ha. 14.990 giảm tất cả luôn là còn 11.990. Giảm quá nhiều luôn các bạn. Rồi, tiếp theo ta sẽ có một phiên bản của iPhone 11, đó là phiên bản iPhone 11 128GB các bạn ha. Đây 11 128GB có màu đen. Ngoài ra thì sẽ có màu trắng nữa các bạn. 11 128GB hiện tại các bạn mua với nó hiện tại nó có giá là 16.990.000 các bạn cho phiên bản 128GB và các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là còn 13.990 ha. Quá rẻ luôn các bạn. 16.990 giảm còn 13.990 các bạn, giảm tất cả luôn là được 3 triệu các bạn ha. Quá khủng. Thì iPhone 11 này nó sẽ có dung lượng là 128GB. Thì khi iPhone các bạn mua hiện tại thì nó chỉ có cộng cáp sạc C2 Lightning thôi các bạn nha, không có củ sạc. Khi các bạn mua sẽ bắt buộc bạn một là bạn mua thêm một cái củ sạc chính hãng hoặc là củ sạc thường để sử dụng cho cổng cáp này. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm cái que chọc SIM các bạn ha. 11 64GB sẽ có giá là 10 giảm tất cả luôn là còn 11.990 các bạn ha. 11 128GB 16.990 giảm là còn 13.990. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ có con iPhone 12 64GB. Hiện tại các bạn mua chiếc iPhone 12 64GB này sẽ có giá là 19.990.000. Các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là 4 triệu là còn 15.990 các bạn ha. Cho phiên bản 64GB. Thì iPhone 12 64GB này hiện tại là nó có màn hình là 6,1 inch Super Retina XDR. Nó sử dụng con chip là Apple A14 Avionics 6 nhân ha. RAM thì sẽ RAM 6GB và tỷ trọng bộ nhớ bạn ở đây là 64 và 128/256 các bạn ha. 512 thì đó các bạn, khi tùy cái dung lượng mà các bạn cần sử dụng ha. Camera thì nó sẽ có hai camera phía sau với độ phân giải chính đều là 12 megapixel hết. Camera selfie là 12. Pin là 2815mAh và con này hỗ trợ sạc nhanh là 20W các bạn. iPhone 12 thì nó sẽ được thiết kế vuông vức hơn so với iPhone 11 các bạn ha. Thiết kế khá là đẹp các bạn. 12 64GB 19.990.000 giảm tất cả luôn là còn 15.990 các bạn ha. Cho tất cả phiên bản màu luôn, như máy màu xanh, màu trắng, màu xanh lá cây đều mà đều có mức giá là giống nhau các bạn ha. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 13 128GB có giá là 24.990.000 các bạn ha. Giá này giá chưa giảm các bạn. 13 128GB nó sẽ có ở đây phiên bản màu đen nè, màu trắng, màu hồng luôn các bạn. Và một phiên bản màu xanh nữa các bạn ha. Đây, iPhone 13 128GB các bạn. Đây là chiếc máy phiên bản màu xanh các bạn ha. Xanh rừng thông. Rồi 13 128GB này hiện tại là nó có giá là 24.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá tất cả luôn là còn 14 triệu 19 triệu 490 ngàn các bạn ha.
Ngoài ra thì nó sẽ có một trường hợp, tức là khi các bạn mua á, giảm giá tất cả luôn là 24.990, giảm tất cả là còn 19.490.000, là giảm giá tất cả luôn, và máy sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm. Ngoài ra là khi các bạn mua sẽ được tùy chọn là bảo hành chính hãng 2 năm, và mua với cái giá là 24.990, giảm còn là 20.490.000 các bạn, là các bạn sẽ được bảo hành máy chính hãng 2 năm hoặc là thêm một cái gói bảo hiểm rời bởi màn hình trong vòng 6 tháng các bạn ha. Rồi, đây là con iPhone 13. 13 này thì màn hình là 6,1 inch. Camera phía sau là hai camera với độ phân giải là đều 12 megapixel hết. Selfie là 12. Có sử dụng con chip là Apple A15 các bạn nha. RAM thì 4GB, bộ tùy chọn bộ nhớ mình đã có đây là 128GB. Pin 3240mAh và con này hỗ trợ sạc nhanh 20W các bạn ha. iPhone 13, 12 và 11 hiện tại vẫn chưa hết hot đó các bạn ha. Tại những cái dòng này nó đang giảm giá rất là sâu. Khách hàng tìm mua rất là nhiều luôn các bạn. Vẫn không hết hot. Chưa bao giờ hết hot luôn các bạn. Đối với iPhone thì hiện tại các phiên bản màu khác nhau thì nó giá giống nhau luôn các bạn. Nó không có thay đổi giá theo màu sắc ha. Màu xanh, màu tím, màu vàng gì nó đều chung một cái giá luôn. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 11, 12, 13 tại thế động các bạn ha. Các bạn có thắc mắc thì lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất các bạn nha.